Ok đây, mà bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 giữa hai cầu thủ, đó là Thiên Bang Gấu Đại Vương cũng như là cầu thủ Thiên Hiền Phi Trịch. Và đỡ trận đấu này được diễn ra như thế nào và đồ đạc ra sao, chúng ta cùng soi đồ của hai cầu thủ nha. Ở giải đấu Võ Lâm Minh Chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này thì ở vòng tranh 3-4 thì đây là trận đấu đầu tiên giữa Thiên Môn Bang Gấu Đại Vương. Đây là sơ đồ của Gấu Đại Vương nha anh em. Có cho chuyền kháng cả 13, nón làm chậm 40, và tay làm chậm 40, ngọc bò làm chậm 40, đang có mình 120 làm chậm kèm với nhẫn kháng băng. Đây lưng kháng băng và một nhẫn kháng băng 19 nữa, một đôi giày tóc 40, nội lực một cây chùy bằng sắt 96 đặng móc 94, một con ngựa túc xương đó. Rồi đây là sơ đồ của Phi Trịch nha anh em. Chúng ta sẽ có một phút đội soi đồ cao thủ này. Đang sở hữu mình một gia truyền kháng cả 17, kháng banh 15, một cái nón phòng thủ lý 28 đình quốc, một áo nhung tinh kỹ năng cũng có một cấp, một tay kháng lôi 30, một nhẫn kháng lôi 29, một nhẫn làm chậm 40 sinh lực lực và một ngọc bội làm chậm 40 có như mình 80 làm chậm, kèm với một đai lưng phòng thủ lý dòng 1 khá là đẹp, một đôi giày tóc 25 chọn 40 dòng 1 và một con ngựa xích thố. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 40 giây. Và vòng tranh 3-4 này chúng ta vẫn với hình thức đó là bò 3 thắng 2 em ơi. Nếu như cầu thủ nào win 2 sẽ lên ngôi giải 3, và cầu thủ nào thua sẽ ở lại tranh, sẽ ở có cho mình hạng 4 nha anh em. Thì lúc nãy Khải có cho anh em xem thì phần thưởng thì Khải đã ghi một phần mô tả video, anh em có thể xem sơ qua nha. Rồi, trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Gấu Đại Vương đang ngồi giữa trung tâm khu vực bản đồ. Thúy Yên đã xuống ngựa và đây là những luồng đam đầu tiên dành cho Thúy Yên Phi Trịch. Với những tầm xa như thế này, Thúy Yên Phi Trịch đang cố gắng đánh khá tốt. Xuống ngựa đam khá đẹp mắt. Và một pha tốc biến vào vị trí của Phi Trịch nhưng mà chưa kịp đam thì Phi Trịch đã kịp thời tàng hình. Trong khoảng 20 giây đầu tiên thì Phi Trịch đã có những luồng đam khá đẹp mắt. Rất khó chịu với một skin tàng hình của Thúy Yên như thế này thì chúng ta có thể nói rằng là Gấu Đại Vương Thiên Môn Bang chỉ có thể đi mò kim đáy bể mà thôi. Rất khó mà không biết vị trí ở đâu mà tìm. Chúng ta chỉ mới trôi qua hơn 40 giây. Tiếp tục là một pha hiện hình đến từ vị trí của Thiên. Sau khi có những luồng đam khá tốt thì Phi Trịch lại tiếp tục leo người di chuyển. Đây là một lối đánh khá quen thuộc với tất cả anh em đang cầm mặt Thiên. Và ở trong trận đấu này thì Phi Trịch đang thể hiện một trận đánh khá tốt. Không giống như trận đấu ở trước. Tiếp tục thì đã có những luồng đam về lại tiếp tục tăng hình. Và Gấu Đại Vương lại đi tìm một vị trí nào đó để có thể đam một định hình xuôi. Là thiệt sự là một trận đấu rất khó dành cho phía Gấu Đại Vương của chúng ta. Hiện tại đã trôi qua hơn một phút. Rất khó nè mời. Không biết luồng đam như thế nào. Cho đến bây giờ thì chúng ta cảm giác rằng Gấu Đại Vương vẫn chưa có luồng đam nào. Tiếp tục leo ngựa với những luồng đam đầu tiên thì bây giờ lại tiếp tục leo ngựa. Để mà nói thì với cái lối đánh như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng là Thúy Yên đang có luồng đam khá tốt. Anh em cùng dự đoán xem liệu Thúy Yên Phi Trịch lên ngôi hạng 3 hay là Gấu Đại Vương em ơi. Với những luồng đam của Gấu Đại Vương chúng ta chưa thấy, chứ nếu mà có thể áp sát áp đảo vào hướng Thúy Yên thì theo khả dự đoán thì khoảng tầm 2 đến 3 luồng đam, biết 2-3 thì khả nghĩ Thúy Yên sẽ knock out khá sớm rồi em ơi. Nhưng mà đỡ làm được điều đó thì thực sự rất khó. Với những skin tăng hình liên tục như thế này thì thực sự là rất khó dành cho anh Gấu Đại Vương này. Ok Ngân Kim ơi. Trận sau thì chúng ta sẽ diễn ra trận tranh chung kết giữa cao thủ đường môn Angelina sẽ tranh với cao thủ Thiên Bang Orlando nha anh em. Ở trong trận tranh chung kết là sẽ được diễn ra vào trận sau nha. Một pha phản dính khá tốt đến từ vị trí của Gấu Đại Vương. Vậy rồi chúng ta có thể thấy rằng Phi Trịch chỉ còn khoảng tầm 1/2 máu, rất đáng tiếc. Nếu mà có thêm một luồng đam nhỏ nữa thì có thể kết thúc được Phi Trịch. Tiếp tục là một pha tăng hình và đã có một luồng đam khá tốt đến từ vị trí Phi Trịch. Đã trôi qua 3 phút. Rất khó dành cho Gấu Đại Vương cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta chỉ có thể nói rằng Gấu Đại Vương chỉ có một phần đam nho nhỏ mà thôi. Tiếp tục một vài hiện hình đến từ vị trí tầm xa như thế này thì Phi Trịch đang có một khả năng đánh hướng đào khá tốt. Thiên Bang đang áp đảo vào. Tiếp tục là leo ngựa chăng. Rồi tiếp tục là leo ngựa luôn. Một vài phút dính đến từ vị trí của Lado. Không được chính xác.
Hello Nguyễn Vũ, hello này mới vô nhé. Oh, một pha phản dính khá tốt đến từ vị trí 9 giờ của chúng ta. Pha rồi thì Gấu Đại Vương đã tốc biến đến vị trí 9 giờ và đã kết thúc được vị trật trong gọi là một pha tàng hình luôn anh em à. Rất là may mắn dành cho Gấu Đại Vương chúng ta. Một pha vừa rồi đã kịp thời bắt bài được đối phương quá tốt. Và xin chúc mừng Gấu Đại Vương đã quên cho mình ra đó đầu tiên. Và trong ra đó này thì vị trật đang dính luồng đam khoảng 10k. Và Gấu Đại Vương dính luồng đam khoảng 8k4. Thì đỡ mà so sánh luồng đam giữa hai bên, nếu mà không kết thúc thì luồng đam vẫn là tương đối 5-5 anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến ra đó thứ hai. Một trận tranh 3-4 khá hấp dẫn dành cho hai cầu thủ này. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với trận đấu thứ hai giữa cầu thủ Thiên Bang Gấu Đại Vương với Thúy Yên Phi Trịch cùng ở trong trận tranh 3-4 nha anh em ơi. Nếu như trong trận đấu này thì Gấu Đại Vương tiếp tục win thì anh ta sẽ dành cho mình hạng 3 và Phi Trịch sẽ dành cho mình hạng 4 nha anh em. Nếu như mà Phi Trịch win thì sẽ đánh tiếp tục trận đấu thứ 3 sẽ quyết định nha anh em. Hiện tại thay rồi thì Gấu Đại Vương đã có một luồng đam khá là ok. Và bây giờ thì Phi Trịch đang ở vị trí tầm xa nã lại đam rất tốt. Trong thời gian đầu thì hai bên đều có những luồng đam khá ok nha anh em. Pha đam khá tốt đến từ vị trí của Phi Trịch. Một pha tốc biến vào vị trí của Phi Trịch nhưng mà Phi Trịch đã kịp thời tàng hình. Quá tốt. Ở trong pha vừa rồi thì chúng ta có thể nói rằng Phi Trịch đã có luồng đam khá đẹp. Hello anh em mới vô nha. Kính chúc anh em buổi xem video vui vẻ nha anh em. Và những video mà hạng 3, hạng 4 như là trận tranh chung kết thì Khải sẽ up ngược lại trên kênh YouTube vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Anh em xem thì có thể ghé xem ủng hộ chơi nha anh em. Và rồi Phi Trịch đã có một luồng đam khá tốt và có vẻ nói rằng là nếu có thể thêm 1 đến 2 đam nữa thì có vẻ Gấu Đại Vương sẽ knock out. Nhưng mà không thể làm được điều đó và Phi Trịch đành phải leo ngựa di chuyển. Chúng ta đã trôi qua hơn 1 phút. Hay rồi đã có luồng đam và Phi Trịch lại tiếp tục tăng hình. Đây là một cách lối đánh của Thúy Yên Đao khá hiệu quả. Đỡ vận dụng được cái tình huống này thì thực sự Thúy Yên phải rất là nhuần nhuyễn trong cái vấn đề đó là đam và di chuyển và tăng hình nha anh em. Ba cái hướng này phải phối hợp nhuần nhuyễn thì đánh nó mới ok được nha mọi người. Chỉ cần sơ suất một tí nhỏ thôi thì sẽ không được hiệu quả cho lắm. Đó, tiếp tục sau khi hiện hình lại là những luồng đam tiếp tục dành cho Phi Trịch. Và tiếp theo sẽ là pha leo ngựa đó. Và tí nữa sẽ là một pha tăng hình đó. Cứ như vậy Phi Trịch sẽ có luồng đam khá tốt. Hiện tại Phi Trịch đang tìm một vị trí tầm xa để có thể kiếm thêm luồng đam tiếp theo. Chúng ta đang thấy rằng Phi Trịch đang di chuyển liên tục dồn dập. Tuy rằng ở mấy một thời điểm tầm xa không được hiệu quả thì Phi Trịch đành phải tăng hình ngay, không dám hiện hình em ơi. Hình lâu thì có thể nói với cái skin tốc biến của Thiên Quân Bang Gấu Đại Vương thì thực sự Phi Trịch rất khó mà không đỡ nổi. Như trong đội đó đầu tiên thì thực sự Phi Trịch đã bị độc tử một cách quá nhanh chóng anh em ơi. Chúng ta đã trôi qua hơn 2 phút và đây luồng đam tiếp theo đến từ vị trí của Phi Trịch. Hello Nguyễn Vũ nha. Hello Quý Lờ Bơ. Anh Tùng sẽ vào trận tranh chung kết nhất nhì nha Lý Quý Lờ Bơ ơi. Anh Tùng sẽ vào trận tranh chung kết với người Nam. Sau trận này sẽ đến trận của anh Tùng nha. Anh Gerina sẽ tranh với Thiên Vương Bang Orlando. Ở vòng này thì Thúy Yên đang vượt qua khá tốt. Trận đấu này chúng ta nhìn sơ qua thì theo khả dự đoán thì bên Thúy Yên đang có luồng đam khá tốt anh em ơi. Chúng ta đã có thể nói rằng đã trôi qua một nửa thời gian. Ở mỗi trận đấu như thế này chúng ta sẽ có 6 phút để rèn luyện cách MK nha anh em. Hello này mới vô nha. Làm cái gì anh? Muốn trứng nướng. MK khá tốt đến từ vị trí của Phi Trịch. Tiếp tục với một đam nhỏ thì Phi Trịch đành phải tiếp tục tăng hình. Có vẻ như người ta đang nghĩ ăn đam rồi em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi tiếp tục sẽ như thế nào. Sau khoảng hơn 3 phút trôi qua thì cho đến bây giờ thì bên Gấu Đại Vương vẫn chưa có luồng đam nào gọi là đáng cỡ em ơi. Và tiếp cận đến từ vị trí của Gấu Đại Vương sẽ như thế nào. Rồi xong. Rất là mạo hiểm anh em ơi. Trong pha vừa rồi chúng ta cũng có thể nói rằng Phi Trịch chỉ còn nhẹ một đam nhỏ thôi.
thì có thể kết thúc được Gấu Đại Vương rồi, nhưng mà rất đáng tiếc bởi những luồng chì của Gấu Đại Vương quá mạnh em ơi, và đã lật ngược tình thế dành cho Gấu Đại Vương. Và tính sơ qua luồng đam thì Phi Trịch đang làm khá tốt, với hiệu ứng đó là Phi Trịch chỉ bị dính 17.000 đam và bên Gấu Đại Vương bị dính đến 26k. Nếu như mà Phi Trịch không nôn nóng thì chúng ta có thể nói rằng chỉ còn hơn 2 phút trôi qua nữa thôi thì Phi Trịch sẽ chắc chắn có cho mình một điểm số tiếp tục rồi, sẽ gỡ hò rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc, Phi Trịch trong phay rồi rất là nôn nóng, đã cố gắng kết thúc Gấu Đại Vương nhưng mà không được đâu ơi. Và chúng ta xin chúc mừng Gấu Đại Vương đã win 2-0 và đã lên ngôi hạng 3 của giải đấu và là minh chủ của cụm chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này nha anh em, trên những game Công Thành Chiến Sư .net, một trong những phiên bản hoạt động 1XT và phiên bản server đồ xanh không kéo xe nha anh em. Và không gì hơn, bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với trận tranh chung kết nhất nhì ở video tiếp theo. Anh em đang xem đừng quên để lại một like cho sẻ ủng hộ chơi anh em ơi, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những video của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em. Ok, cảm ơn quý Lover đã donate Khải 35 sao mua gói mì tôm nha, cảm ơn người anh em.